gặp nhau ngỡ phải tình cờ, mà vô lượng kiếp đã chờ đợi nhau. Là đúng thời điểm chúng ta gặp nhau. Các anh chị có nỗi đau, cô Lanh có giải pháp, đúng không ạ? Và chúng ta gặp nhau, và chúng ta gọi nhau là tình cờ, nhưng thực ra gặp nhau ngỡ phải tình cờ, mà vô lượng kiếp đã chờ gặp nhau.